Từ hôm nay hãy lựa chọn cho ta một chặng đường dài phía trước, thế giới đang gọi mời. Từ hôm nay tự tin ngẩng đầu hiên ngang, vượt qua cùng những khát khao. Hãy nắm lấy ước mơ để vượt qua, tìm đến phía trước khó khăn để đằng sau. Hãy nắm lấy, hãy sống.